đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Phi Thanh Vân, tôi xin được Đức đặt mộ phần anh Chánh Tín, nhưng gia đình muốn đưa lên chùa. Anh Chánh Tín đi nhẹ nhàng như vậy là phần phước, bởi nếu đổ bệnh sẽ rất tốn tiền, chị Bích Trâm lớn tuổi rồi, cũng không thể chăm anh như lúc trẻ, Phi Thanh Vân nói. Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 1. Ca sĩ Bích Trâm, vợ nghệ sĩ Chánh Tín cho biết, cách đây ít ngày, ông mắc bệnh cảm cúm nhẹ và sức khỏe yếu dần. Mặc dù tài tử điện ảnh ra đi nhẹ nhàng, nhưng người ở lại không khỏi bàng hoàng và đau đớn. Những năm tháng, vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín rơi vào khó khăn. Một trong những người luôn cận kề với ông là Phi Thanh Vân. Cụ siêu mẫu và vợ chồng Chánh Tín có mối quan hệ rất thân tình và gần gũi. Xin Đức đặt mộ phần cho nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín. Chia sẻ cảm xúc của mình khi hay tin đàn anh qua đời, Phi Thanh Vân nói, nghe tin anh Tín mất, tôi chẳng tập trung làm được việc gì, tôi cứ bần thần cả ngày, nhưng vẫn đáng tỉnh táo để điện thoại cho một chị bạn có mấy ngàn hecta đất cách Sài Gòn chừng 100 km. Khu đất ấy được quy hoạch làm nghĩa trang quốc tế. Chị ấy đồng ý tặng cho anh Chánh Tín một miếng đất để đặt mộ anh. Sau đó tôi điện cho gia đình, nhưng gia đình muốn hỏa táng rồi đưa tro cốt anh Tín lên chùa. Anh Tín ra đi nhẹ nhàng như vậy là phần phước, bởi nếu đổ bệnh thì sẽ rất tốn tiền. Chị Bích Trâm lớn tuổi rồi cũng không thể chăm anh như lúc trẻ. Con anh thì bộn bề với cuộc sống, thu nhập cũng không bao nhiêu. Nhưng sự thật, cái chết đến bất chợt là mình cũng phải sợ. Chúng ta an ủi nhau, nó đến nhanh là phần phước. Nhưng người ở lại hụt hẫng lắm, anh Tín bình thường rất khỏe. Bố tôi mất ở tuổi 86, còn anh Tín thì mất ở tuổi lộn ngược đầu 68. Tôi thật sự sợ. Căn hộ vợ chồng nghệ sĩ Chánh Tín ở là do Mạnh Thường Quân tài trợ. Nói về mối quan hệ thân thiết của mình với vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín, Phi Thanh Vân kể, tội nghiệp anh Tín lắm, hồi đó anh chị rất khó khăn, nên khi chị Bích Trâm bị hư một con mắt, chị không nói với anh. Tới một hôm chị bị vấp té, anh Tín hỏi bà bị sao vậy, chị Trâm nói, một con mắt của tôi mờ câm không thấy đường nữa. Anh chị em tôi thân với nhau lắm, nên có hôm mấy anh chị em gặp nhau đi ăn uống, chị Trâm kể tôi nghe chuyện đó, tôi nói chị đi mổ đi, chi phí mổ như thế nào tôi sẽ phụ vào. Tôi nói với anh chị, giờ em làm kinh tế phải lo cho rất nhiều con người, em không còn dư dả như xưa nữa, nên em chỉ có thể hỗ trợ anh chị một chút thôi. Nhưng em xin anh, cho em đưa thông tin của chị lên báo để các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình được nhiều hơn. Sau khi tôi đưa thông tin lên báo, một số Mạnh Thường Quân tài trợ cho chị chăm mổ mắt, có một Mạnh Thường Quân tài trợ cho anh chị ở nhờ căn chung cư hiện tại vì nhà cũ. Nếu tính cả tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt thì mỗi tháng lên tới 30 triệu đồng. Hai anh em tôi ở gần nhau, chỉ cách có vài km, nên mỗi lần đi sự kiện tôi đều qua nhà đón anh. Thực tế tôi làm từ thiện nhiều lắm, nhưng không phải cái gì cũng đưa lên báo chí. Nhờ trời tôi làm ăn được nên muốn tích đất. Mấy năm nay tôi làm ăn không tốt, chỉ đủ sống. Nhưng anh em bạn hữu giúp được ai cái gì tôi đều giúp. Mình còn trẻ, xa cơ lỡ vận, còn chồng con, bố mẹ kế bên. Như anh Chánh Tín thì chẳng có ai. Có show event là kéo anh đi, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, cho anh chị có tiền, nhưng không phải lúc nào cũng đều đặn show như thế. Những hình ảnh chụp tôi với anh chị ăn uống nhà hàng, không phải là anh chị ăn chơi đâu, đa phần là những bữa tiệc do em múc hoặc do khách hàng đối tác họ mời đi ăn sau sự kiện. Cũng có những bữa tiệc gia đình thì hầu hết đều do tôi đứng ra mời. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín được tổ chức tại nhà riêng, lô C1 chung cư Beleza, đường Phạm Hữu Lầu, quận Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ nhập quan lúc 16 giờ ngày 4 tháng 1. Động quan lúc 6 giờ sáng 8 tháng 1, sau đó đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.